Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tư tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em cũng đã rất là quen thuộc rồi, hàng tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin, video phân tích bộ ba tham tố chung thị trường, đồng thời view các cái danh mục khá là cơ bản. Thì bản tin này ở một tuần chúng ta chỉ có duy nhất một bản tin và được up lên ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng còn đối với hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin uh, video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn30 và phái sinh để chúng ta tiếp nối uh, các cái nội dung mà chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần bởi vì uh, thị trường của chúng ta thì luôn luôn vận động và luôn luôn biến động đúng không anh chị và chúng ta sẽ cần uh, các cái nội dung như vậy để chúng ta cập nhật uh, kịp thời uh, đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư và nội dung của bản tin tuần này thì như thường lệ thôi chúng ta vẫn sẽ À, có các nội dung chính như sau phần thứ nhất chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung của thị trường và phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng à, có xu hướng tăng trưởng trong thời gian vừa qua cũng như ở à, các cái danh mục cổ phiếu này thì nó cũng rất là quen thuộc đối với anh chị em nhà đầu tư trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu à, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả các cái nội dung mà ông phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của lê vì vậy các anh chị em nhà đầu tư à, chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng à, chúng ta cần à, tổng hợp nhiều các cái nguồn thông tin Uh, tích cực ở trên thị trường để từ đó chúng ta sẽ có những cái sự uh, quyết định có những cái quyết định đầu tư gọi là đứng đắn và uh, tích cực nhất đúng không anh chị <laughs> rồi và phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bản tin tuần này chỉ số VN-Index phiên giao dịch từ ngày 1 đến ngày mùng 5 thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi. Phiên giao dịch của ngày 1 tháng 7 chỉ số VNI của chúng ta có xu hướng tạo nền tích lũy tạo nền và phiên giao dịch của ngày 2 thì chúng ta bắt đầu có tín hiệu xác nhận chân sóng và bản thân thì sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 thì cũng đã có những cái nội dung phân tích để truyền tải đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Và kể từ đó thì chúng ta thấy rằng là từ vùng 1240 điểm chúng ta đã nâng được cái target 1 của chỉ số VN-Index lên đến vùng 1270 và sau các cái điểm test tích lũy Uh, tích cực ở trên vùng 1.265 điểm chúng ta tiếp tục hướng người ta cách kỹ thuật uh, của chỉ số VNI hướng về vùng 1.285 đến vùng 1.290 và chính thức ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 5 tháng 7 thì chỉ số VNI của chúng ta cũng đã tiệm cận đến vùng 1.285 với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta có thể dự báo phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục có gấp tăng lên ở khoảng quanh vùng 1287 đến vùng 1290 sau đó thì chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục lấp gáp và các điểm lấp gáp mục tiêu đó là sẽ ở khoảng quanh vùng 1275 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1268 đến vùng 1270 test tích lũy thành công ở vùng này à, tích cực đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến cái target kỹ thuật tiếp theo của chỉ số VNI hướng về quanh vùng 1290 đến khoảng quanh vùng 1295 điểm Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Đối với chỉ số VN30 thì như chúng ta cũng đã có phân tích ở trên bản tin tuần khi vào giao dịch tuần này thì chúng ta dự báo các cái điểm test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 1275 đến vùng 1270 ở đây. Đó và nó cũng song trùng với câu chuyện là chỉ số của thị trường tạo đáy tại phiên giao dịch của ngày 1 tháng 7 và chỉ số VN30 chúng ta bắt đầu có cái điểm vượt thoát đi lên và quá trình vượt thoát đi lên đó thì như vậy là chúng ta cũng đã đưa được các cái target kỹ thuật của chỉ số vn30 về đến vùng 1300 và sau khi có những cái điểm test tích lũy tích cực ở trên vùng 1295 trên vùng 1295 cộng thì như vậy là chúng ta tiếp tục chỉ dẫn cái target kỹ thuật của chỉ số vn30 hướng về vùng 1315 đến vùng 1320 1325 và chính thức ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì chỉ số VN30 chúng ta cũng đã hoàn thành đến cái mốc 1315 điểm và trong phiên thì nó cũng đã có những cái điểm test tích lũy đúng không ạ? Test tích lũy khá là tích cực ở vùng 1300 đến vùng 1305. Đây là cái đi biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn của chỉ số VN30. Hai cây nến giờ kết thúc phiên thì như vậy là chỉ số VN30 có cái đà phục hồi nhẹ đây và 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 hoàn thành được trên cái mốc 1315. Sau đó thì phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chúng ta sẽ dự báo là gì? Chỉ số VN30 sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 1320 và sau đó sẽ đi lấp gáp và và các cái điểm lấp gáp kỹ thuật của chúng ta sẽ tính toán đến ở vùng 1300 đến vùng 1305. À, chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ lấp ở trên vùng này. test tích lũy thành công đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến cái target mục tiêu của chỉ số VN30 đó là sẽ hướng về vùng 320 đến quanh vùng 135 và khi chỉ số vn30 chúng ta vượt thoát được vùng 325 thì sẽ hướng lên đến vùng 1340 và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn chỉ số vn30 ở trên chart kỹ thuật ngày để các anh chị nắm được những cái nội dung cơ bản thứ nhất đó là đối với thời điểm hiện tại chỉ số vn30 chúng ta vẫn đang nằm ở trong kênh xu hướng áp và chúng ta có thể lấy chân sóng ở tháng 11 của năm 2023 hoặc là chân sóng ở tháng 11 của năm 2022 thì đều như vậy thế thì sau một cái điểm mà nó tích lũy ở đây nó tích lũy ở trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 chúng ta đã có đến ba cây nến ba à, cây nến ngày phục hồi và sau phiên 3 tháng 7 các anh chị để ý đây là đó là chỉ số vn 30 chúng ta có một cái cản ngắn ở đây đúng không cản chéo ngắn ở đây thì vượt qua và nó đã có hai cây nến test hai à, cây nến test tích lũy ở đầu mút nến và nó test ở trên vùng 1300 1305 thì đây đang là những cái tín hiệu khá là tích cực của chỉ số vn 30 và với cái với cái đà phục hồi hiện tại như vậy thì chúng ta kỳ vọng điều gì có nghĩa là chỉ số vn30 chúng ta sẽ test ở trên vùng 1.300 điểm ở đây test đi xong thì cái nhiệm vụ trước mắt nó sẽ là cái vùng cản 1320 và bứt được vùng 1320 thì sẽ hướng đến vùng 1340 và khi chỉ số vn30 chúng ta vượt được qua vùng 1340 thì đó khi đó thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo để chúng ta tiếp tục phân tích Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số phái sinh VN30F1M thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với chỉ số này thì chúng ta phân tích ở trên sạc kỹ thuật mười năm, đúng không ạ và ở trong tuần vừa qua thì như vậy là phá sinh cũng đã có những cái tín hiệu tích lũy tạo nền tạo đáy ở phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 sau đó thì chúng ta lần lượt đưa được các cái target kỹ thuật của chỉ số phá sinh lên đến vùng 1290 đó và trong phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là thị trường xác nhận chân sóng thì chúng ta tiếp tục hướng cái target kỹ thuật của chỉ số phá sinh về vùng 1305, 1310 và À, phiên giao dịch của ngày 4 ngày 5 thì chúng ta tiếp tục hướng về vùng 1320 thì như chúng ta cũng đã dự báo thôi vào phiên giao dịch ngày 5 thì như vậy là phá sinh sẽ có gáp tăng nhẹ lên khoảng quanh vùng 315 đấy các anh chị và phiên sáng thì chúng ta đã có điểm kéo gáp thứ nhất và đến phiên chiều thì như vậy là phá sinh của chúng ta cũng vượt qua được cái gáp tăng này đồng thời thì chúng ta cũng có cái điểm test trả lại cung ở vùng 305 1300 1303 và chúng ta nhìn thấy là phá sinh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng chỉ test ở trên vùng 1305, điều đó cho thấy rằng là cái ý đồ tạo lập của đội long ở trong thời điểm ngắn hạn là tích cực. Với xu hướng hiện tại thì chúng ta tiếp tục dự báo phá sinh ở trong phiên giao dịch của ngày 2 ngày ngày ngày, ngày thứ hai tuần tới thì có thể sẽ tiếp tục có gáp tăng nhẹ lên khoảng quanh vùng 318 đến vùng 320. Trả cung lại ở khoảng quanh vùng 1305 cộng trừ và đẹp nhất nó sẽ test lại được ở trên vùng 1300. Đó ngay chị và sau đó thì À, nó sẽ hướng đến cái vùng Cản Long ở vùng 1320 đến vùng 1325 Và các anh chị cũng đã được uh, lễ phân tích cho các anh chị ở trên cái góc độ đó là trạc kỹ thuật M5 Và chúng ta cũng uh, view ở bên một góc độ này Thì sau khi mà thị trường ta có tín hiệu tạo đáy ở phiên giao dịch ngày 1 và ngày 2 Thì như vậy là các cái target kỹ thuật của chỉ số phá sinh ở 1305 Và hiện tại thì chúng ta cũng đang hướng đến vùng 1320 điểm ở đây Thế thì một cái mô hình, một cái mô típ các anh chị hiểu rồi. Ở à đây chúng ta có một cái cản chéo và sau khi vượt qua cản chéo thì có thể gì? Nó sẽ quay trở lại test cản chéo. Do đó thì cái vùng 1.300 điểm ở đây nó trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Và trong trường hợp tuần tới, ở trong trường hợp tuần tới, chỉ số phá sinh của chúng ta test ở khoảng quanh vùng 1303 đến vùng 1305. Tức là nó vừa chạm đến cái cây xu hướng này, đồng thời chạm đến cái vùng hỗ trợ ngang ở đây. Và sau đó nó bứt thoát đi lên, nó vượt qua được vùng 1320 đến vùng 325. Thì như vậy là À, chúng ta sẽ hướng đến các cái kỹ thuật à, của chỉ số phá sinh ở trên trạng kỹ thuật ngày đó là sẽ hướng đến vùng một điểm thì đây chúng ta cũng nhìn uh, sơ bộ trên cái trạng kỹ thuật ngày của chỉ số vn 30 mươi f một m đấy chị nhá đó thế thì uh, sau điểm uh, tạo đáy của phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 thì chúng ta có ba cây nến phục hồi của phá sinh có cản chéo nho nhỏ ở đây và các anh chị để ý thấy có hai phiên uh, nến test ở đây và và kết thúc phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà phá Sinh có cái sự tạo lập tích cực các anh chị đạt kỳ vọng. Đó là gì? Nó đã test và sau đó thì tiếp tục xuất hiện một cây nến hammer. Và phiên tuần tới đó thì chúng ta đánh giá ở vùng 1300 và đẹp nhất thì vùng 303 1305 test tiếp đi thành công thì ở đây chúng ta kỳ vọng xuất hiện một cây nến ngày vượt lên trên vùng 1320. Thì cái đích đến tiếp theo sẽ là vùng 1340 và trong trường hợp phá Sinh của chúng ta bứt được ở qua vùng 1340 đúng không anh chị thì chúng ta sẽ có được À, một cái hành trình phía trước à, tương đối là dài và khá là nét các anh chị Có thể là vùng 1400, 1420 và xa hơn sẽ là vùng 1450 à, Tất nhiên đây là cái điểm view xa Và từ cái điểm view xa thì chúng ta phải có những cái điểm view gần Và từ những cái điểm view gần sẽ có những cái điểm view xa Đó và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tập trung ở các điểm view gần Đúng không anh chị? Rồi Ở nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích các mã cổ phiếu tiềm năng. Mở với lúc ở trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta có phân tích ở vùng 61.5, vùng 61.7 và vùng 62. Thì trên thực tế là phiên giao dịch ngày thứ hai MDR test ở vùng 61, 62 target cái thuật ở vùng 64 và thực tế thì nó lên đến vùng 66.5 tức là nó đã vượt qua được khoảng tầm 2.500 rưỡi trên một cổ phiếu trong cái target định lượng ở bản tiết tuần thì với một quan điểm mà bây giờ chúng ta không thủng vùng 57 thì chúng ta cứ kê gối chúng ta ôm thôi và chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tại các điểm hỗ trợ thì anh chị có thể thu gom thêm và tại các cái điểm cản thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt bớt với tín hiệu hiện tại MWG chúng ta nhìn thấy là sau khi mà bứt lên được vùng 65.5 à 66.5 thì ở đây nó có bắt đầu quay trở lại các cái điểm test ở khoảng quanh vùng 65 như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 64.5 65 65.5 Test đi thành công thì target tiếp theo sẽ là vùng 67, bứt được vùng 67 thì MWG sẽ hướng về vùng 7X. Cổ phiếu Mansan trong tuần dự báo ở vùng 74, 75, đây sẽ là cái điểm test kỹ thuật cổ hiệu của cổ phiếu này và Target cái tuần ở khoảng quanh vùng 78 thì lên được xuyến soát ở vùng 78 đấy các anh chị này Phiên giao dịch ngày 4 xuyến soát 78 và hiện tại nó đang nghỉ ngơi lại Cho nên tuần tới ở vùng 76, 76.3 kỳ vọng test tích lũy thành công Target 78, xa hơn sẽ là vùng 80 Cổ phiếu BVH ở trong tuần chúng ta dự báo ở quanh vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 45 Đây là biên hỗ trợ và trên thực tế thì nó test ở khoảng vùng 45.7 ta các cái tuần thì như vậy là thêm một lần nữa thì như vậy là BVH à, tiến về cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 47.5 đến khoảng quanh vùng 48. Thế thì đây là vùng cản kỹ thuật và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là BVH lại thêm một lần nữa nó chưa thể bứt được qua cái vùng cản này cho nên là tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm quay trở lại quanh vùng 46, 46.46, 45.7 đến khoảng quanh vùng 46 đây test như thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì nó sẽ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ đó là bích được cái vùng cản 47.5 thì như vậy BVH sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 49. Cổ phiếu Vinamilk là một mã cổ phiếu trụ và nó đang hơi kém so với các mã cổ phiếu khác. Tuy nhiên ở trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là gì? Vinamilk và thậm chí là chúng ta phân tích từ ở những cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 6 đúng không anh chị? Chúng ta có vùng hỗ trợ thuật quanh vùng 65 65.2. Rồi chúng ta nâng cái target 1 lên vùng 67 rồi nó lại test lại này Và sau đó thì tuần này thì cũng tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của nó lên vùng 67.5 Chính thức hoàn thành 67.5 Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì như vậy là tuần tới khả năng sẽ có các cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 60... 66.7 cái gì khả năng sẽ test lại quanh vùng 6 7 bởi vì đây là đây là một phiên kéo cho nên là nó sẽ có những cái điểm dơ lắc lại ở đây và test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu bứt vùng 67.5 và hướng uh, hướng ta các kỹ thuật của Vinamilk sẽ hướng về vùng 68.5 trước khi mà uh, nó hướng về uh, một cái điểm cao hơn đó là vùng 7x uh, Cổ phiếu gì gì anh chị gì cũng là một mã trụ và uh, đã có tín hiệu uh, khá là tích cực ở trong cái thời gian vừa qua đây vùng uh, dự báo ở quanh vùng 61.5 và trên thực tế thì nó test ở vùng 61.8 và bắt đầu có sự phục hồi. Target tuần thì vùng dự báo ở vùng 64 và trên thực tế thì nó lên được đến vùng 65.7 trước khi có một cái điểm test lại ở đây. Thì nếu như chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng thấy rằng là cái mô hình của G đang đi khá là đẹp khi mà bứt qua cản và ở phiên ngày này thì có hai cây nến giờ nó thực hiện lại cái động tác là test lại cả ở đây anh chị nhé Đó và di test lại đây rồi thì như vậy là gì à, vượt lại vùng 65.5 thì nó vậy tuần tới chúng ta lại có tiếp dự báo tiếp vùng 67. Bứt vùng 67 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 7x. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, mã cổ phiếu KBC. Ở trong tuần vừa qua thì chúng ta dự báo ở quanh vùng 28.5 à, ờ, mục tiêu ở vùng 30.5 trên thực tế thì lên được đến vùng 29.5 và phiên kết tuần thì nó đang nghỉ ngơi cho nên ở tuần tới ở vùng 28.7 đến vùng 29 test lưu thành công vùng này thì mục tiêu vẫn là 30.5 Cổ phiếu SSC ở trong tuần dự báo ở biên 38 30 à 38.5 đến vùng 39 và đây các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 thì nó test tích lũy vùng này. Mục tiêu ở vùng 41 đến vùng 41.5 thì chưa hoàn thành, mới lên được vùng 41.5 thôi và bây giờ nó lại bắt đầu có xu hướng quay trở về chỉnh cung. Tuần tới lại quanh vùng 39 tiếp tục đánh giá ở vùng này, test tích lũy thành công, mục tiêu lại vùng 41, 41.5. Cổ phiếu IDC thì nó thích hợp với các cái anh chị em mà chúng ta cầm ở góc độ chung và dài hạn các anh chị nhé, chứ còn nếu mà đánh lướt lát thì đối với góc nhìn của mã cổ phiếu này khá là khó đánh. Ở à, trong tuần vừa qua thì trong phiên giao dịch ngày 1 mà, à, ngày 1 ngày 2 nó có tín hiệu tạo đáy chung với cả thị trường cho nên là gì? IDC cũng đã có cái sự tích lũy ở khoảng quanh vùng 59. Đây anh chị, quanh vùng 59. 59 rồi có sự phục hồi đây vùng 62 rồi nó lại test lại ở đây vùng 60 và khả năng với với cái cách phục hồi này thì như vậy tuần tới nó lại phục hồi lên khoảng quanh vùng 62 đến vùng 63 hoặc là vùng 64 Nói chung là ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy IDC cũng đang là một cái mã cổ phiếu mà nó sẽ nó sẽ giữ nhịp nó sẽ giữ nhịp thôi cho nó cũng không có cái biên quá lớn VGC dự báo ở vùng 51.5 đến vùng 52 đây có vùng 51.7 test tích lũy thì uh, ta các cái thuật ở vùng 54 thì nó lên được đến khoảng đâu đó vùng 53.3 gì 53.3 đây này quay trở lại nó test nên tuần tới lại vùng 52 khả năng là nó lại có các cái vùng 52 đến vùng 51.7 đây test tích lũy thành công đảo lâu thì lại 53.5 đến khoảng quanh vùng 54. tiếp ở trong tuần uh, như chúng ta cũng đã có phân tích rồi dự báo tiếp sẽ quay về ở vùng 24.8 đến vùng 25 test tích lũy đã thành công của vùng này thì target là vùng 26 thực tế thì lên được đến vùng 25.7 và lại quay trở về test và đây hai cây nến giờ kết thúc của phiên ngày hôm nay phiên giao dịch ngày năm thì có sự phục hồi đây và chúng ta lại tiếp tục cả gì hướng ừ lại tuần tới lại vùng 26 bất được vùng 26 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm cái sự phân tích định lượng à, nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với nhóm ngành này ở trong tuần à, giao dịch của tháng 6 thì như vậy là nhóm ngành thép công về các cái vùng cản dự kiến để break qua được cái những vùng cản đó thì chúng ta sẽ dự kiến mở trend nhưng trên thực tế thì các vùng cản đó thì cổ phiếu thép đã không thể bứt qua và nó bắt đầu lùi lại các cái điểm tích lũy và hiện tại trong tuần vừa qua thì như vậy là nó cũng sẽ tiếp tục tích lũy thôi <laughs> HPG ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 28 28.2 28.4 đây các anh chị trong phiên giao dịch ngày 1 và chúng ta hướng về vùng cản kỹ thuật dự kiến ở vùng 29.2 trên thực tế thì nó lên được đến vùng 29.1 thì nó lại bắt đầu nó bung biêng trở lại đây Và với tín hiệu hiện tại thì vùng 28.4, 28.5 tuần tới test đi thành công, target trong thời điểm ngắn hạn vẫn là vùng 29.2, điểm xa hơn sẽ là vùng 29.5 Cổ phiếu Nam Kim Ở trong tuần thì chúng ta có sự kiến ở biên 23, 23.3, 23.5 đây sẽ là vùng test kỹ thuật và trên thực tế thì như vậy là Nam Kim đã test ở trên vùng 23.5 cộng Target 1 ở vùng 25, Target 2 ở vùng 26 và đến thời điểm hiện tại thì Target 2 chưa hoàn thành, Target 1 thì đã hoàn thành rồi sau điểm kéo lên vùng 25 thì như vậy Nam Kim cũng đang có những cái điểm test tích lũy lại ở đây đó là vùng 24.8 đến khoảng quanh vùng 25 kỳ vọng test tích lũy thành công vùng này target vẫn hướng về vùng 26 cổ phiếu HSG ở đây chúng ta có dự báo vùng 23.5, 23.7, 24 sẽ là biên tích lũy và các anh chị để ý thấy là nó chúng ta cũng đã có những điểm tích lũy ở khoảng quanh vùng 23.7 target của cổ phiếu này dự kiến ở vùng 25.5 đến vùng 26 trong tuần thì cũng đã lên được đến vùng 25.4 rồi và bắt đầu nó có một cái nhịp nghỉ ngơi ở đây và cái nhịp chỉnh cung test tích lũy này ở phiên giao dịch ngày 4 ngày 5 thì về cơ bản khá là tích cực ở vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 24.7 Dự báo thì tuần tới vẫn là vùng 25.5 đến vùng 26 thôi và bứt được vùng 26 cộng thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có các cái điểm phân tích tiếp theo. Cổ phiếu VGS thì như chúng ta cũng đã có dự báo ở tuần này sẽ quay trở lại. Đây anh chị này, sau một cây nến rút chân lên đúng không ạ? Thì chúng ta dự báo là gì? Nó kiểu gì nó sẽ quay trở lại quanh vùng 34.5 và các anh chị để ý thấy là có đến bốn cây nến giờ trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 test quanh vùng 34.5 và điểm sâu nhất ở vùng 34.1, sau đó nó có phục hồi. Ta cái thuật tuần ở vùng 38 trên thực tế thì lên được đến vùng 37 nghỉ ngơi ở điểm này là đẹp này nghỉ ngơi ở điểm này là điểm 35.5 như vậy thì ở đây chúng ta sẽ uh, tiếp tục dự báo tuần tới thôi khả năng sẽ hướng về vùng 38 bởi vì đây là hai cây nến phục hồi ở phiên chiều ở lực cầu tích cực TLH ở trong hai tuần vừa qua thì cái biên của nó tương đối là rộng và nếu như chúng ta không nắm vững được các cái điểm cản rồi các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thì rất có thể là chúng ta sẽ liên tục mua đỉnh bán đáy. Ở phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 như vậy là TLH tiếp tục có điểm test tích lũy ở vùng 7.5 đến vùng 7.6. Đây là điểm hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu và hướng về vùng 8.5 cũng là target tuần mục tiêu. Như vậy là test hỗ trợ thành công và hướng vùng cản kỹ thuật thành công tại vùng 8.5 8.6 đây là vùng cản cho nên khả năng tuần tới uh, nó sẽ có rung lắc lại ở khoảng quanh vùng 8.1 đến vùng 8.2 test tiếp đi thành công vùng này thì mục tiêu sẽ là vùng 8.8 đến vùng 9 và bớt được cản 9 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục à, chúng ta phân tích uh, nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì về cơ bản trong thời điểm ngắn hạn nhóm ngành này nó chia thành hai team uh, những cái mã cổ phiếu đang chạy đang tích cực thì nó tiếp tục chạy còn những cái mã cổ phiếu tiếp tục tích lũy thì nó tiếp tục tích lũy đó và một số các cái mã cổ phiếu đang chạy ví dụ nam long ví dụ kdh ví dụ đạt phương đó là những mã cổ phiếu đang chạy thế còn những mã cổ phiếu đang tích lũy ví dụ như sell ví dụ như đất xanh novaland dg đó thì nó chia thành hai tốp như vậy thì các anh chị nắm được là chúng ta đang cầm ở tốp nào thì thôi chúng ta phải kiên nhẫn thôi và ở trong thời điểm ngắn hạn thì dòng tiền vào nhóm ngành bất động sản nó đang khá là chậm nó chưa nhanh cho nên là chúng ta sẽ vẫn phải chờ thêm cái thời gian sell ở trong tuần chúng ta dự kiến ở biên 16 16.5 và trên thực tế thì đây có những cái điểm test sát khá xấu ở 16.1 và target tuần ở vùng 17.5 thì chưa có đạt được nó lên được đâu đó quanh vùng 17 thì nó lại lừng khừng và với các cái điểm chỉnh cung như này thì như vậy tuần tới khả năng chúng ta sẽ tiếp tục có ở khoảng quanh vùng 16.3 đến vùng 16.5 test đi thành công của mục này mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm lại vùng 17 xa hơn sẽ là vùng 18 Hà đô cũng uh, bắt đầu có những cái tín hiệu uh, tích cực uh, phục hồi quay trở lại. Trong tuần chúng ta dự kiến vùng 27.5 27.7 28 và trên thực tế thì nó test ở vùng 28.2. Target kỹ thuật tuần ở vùng 30, suýt sát đạt được ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay và và nó cái điểm uh, điểm mấu chốt ở đây này thì các anh chị nhìn thấy là sau một cây nến giờ tăng thì như vậy nó có bốn cây nến giờ liền sau nó lấp và cây nến giờ phục hồi uh, lấy lại vùng 29.5. Như vậy dự báo tuần tới Hà Đô sẽ hướng vùng 30 và điểm xa hơn sẽ là quanh vùng 31. HDC thì ở vùng 28, 28.5. À, chúng ta đã có những cái nhịp phân tích và khả năng thì cổ phiếu này nó cũng sẽ có những cái tín hiệu tạo đáy tại vùng này Target tuần hướng về vùng 30 như vậy từ vùng 28 thì nó đã phục hồi lên được đến vùng 30 Tức là nó cũng đã bắt đầu tăng được khoảng 2.000 đồng trên một cổ phiếu Và với tín hiệu hiện tại kết tuần nó đang có một cái nhịp rung rũ lại ở đây, tuần tới sẽ quanh vùng 29 test lũy thành công, target tiếp theo sẽ là vùng 31. Cổ phiếu Nam Long ở vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, chúng ta phân tích ở đây đó là quanh vùng 40.5, 40.7, vùng 41 và trên thực tế thì nó chỉ test khá là nhẹ ở khoảng quanh vùng 41 thôi. 45 cộng một tí đây và target tuần ở vùng 42.5 thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta thấy rằng là Nam Long cũng đã chính thức hoàn thành được cái target 42.5 và khuyến mại thêm 1.500 nữa là đóng cửa tuần ở vùng 44. Thì với với cái cách tạo lập như thế này thì chúng ta nhìn thấy là sau một cây nến giờ đẩy tăng tích cực như này thì có thể tuần tới là gì ở vùng 43.43.5, 43.5 đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn à, kỳ vọng test thành công vùng này thì mục tiêu sẽ là break cản 44 để hướng về các cái vùng à, target kỹ thuật cao hơn ở sau này KDH cũng là một mã cổ phiếu có tín hiệu giao dịch tích cực của nhóm ngành bất động sản dân cư trong tuần vừa qua vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 36.4 và các anh chị nhìn thấy là có cái điểm test 36.4 36 5 target một hướng về vùng 38 ở đây các anh chị nhá thì như vậy là nó cũng khuyến mại thêm cho các anh chị thêm 500 đồng 38.5 cộng ở đây và bản chất là sau khi về đến vùng 38 thì nó cũng đã có những điểm test về vùng 37.5 ở à đây là các điểm test khá là tích cực và kỳ vọng sau những điểm test tích cực này thì như vậy là chúng ta có cái vùng nghỉ ngơi ở đây cổ phiếu ở vùng 37.7 đến khoảng vùng 38 test đi thành công mục tiêu sẽ vùng 39 và sau khi vượt thoát vùng 39 thì KDH sẽ hướng về vùng 4x Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu thành công của nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong thời gian vừa qua sau chia thì Đạt Phương cũng bắt đầu À, có những cái điểm test và hiện tại thì cũng đã có cái sự phục hồi. Trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo ở khoảng quanh vùng 52.7 đến vùng 53. Test đứng lý thành công ở đây thì như vậy là đảo long thì chúng ta sẽ hướng về vùng 58. Chính thức là gì Đây, nó test ở vùng 53.5. Và chính thức ở tuần này thì cũng hoàn thành vùng 58. Và sau khi hoàn thành vùng 58 rồi thì đây các anh chị là một cây nến kéo khá là bất ngờ cho nên là nó sẽ cần có những điểm quay trở lại chỉnh cung test lại nền tuần tới thì đẹp thì sẽ test lại ở vùng 56.7 56.7 đến khoảng khoanh vùng 57 đây theo đi thành công vùng này mục tiêu sẽ là vùng 60 và điểm xa hơn sẽ là vùng 62 Cổ phiếu DIG uh, trong tuần vừa qua thì uh, đầu tuần khá là tích cực nhưng cuối tuần thì lại trả cung lại hết đúng không? Hỗ trợ cái thuật tuần thì như chúng ta cũng đã có phân tích ở đây Vùng quanh vùng 26 và cản cái thuật sẽ là 28 lên được đến vùng 27.8 Thì như vậy là cuối tuần lại quay trở lại quanh vùng 26.6 cho nên là tuần tới sẽ tiếp tục <laughs> đánh giá quanh vùng 26.6 Chắc tuy thành công thì như vậy thôi, ta ghét cái thuật tuần lại vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28 đất xanh thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên phân phối giảm thì rất có thể đây sẽ là cái 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 phiên phân phối giảm để tạo lập họ ép hết tất cả những cái nhỏ lẻ nó sẽ rụng rơi hàng tại những cái điểm này trong tuần chúng ta dự báo vùng 15.5 16 test như thành công thì chúng ta sẽ có một cái điểm cản kỹ thuật ở đây vùng 16.2 chạm vùng 16.2 thì như vậy đất xanh không có động lực tăng và trong phiên giao dịch ngày hôm nay là đất xanh có một cái lực ép khá là mạnh ở trong phiên và đặc biệt là có một phiên này này có một cây nến giờ ở phiên chiều thì có lực ép ở trên 6 triệu ở trên một cây đến giờ và ở đây đang có ở vùng 14.8 đến vùng 15 khả năng tuần tới sẽ tiếp tục test lại vùng 14.8 điểm sâu hơn sẽ là vùng 14.5 14.6 test tuy thành công ở đây thì như vậy trước mắt trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm lại ở vùng cản 16 đến khoảng vùng 16.5 Novaland trong tuần có điểm lo ngột, điểm test 2. Nhìn chung ở quanh vùng 13, 13.2. Đây các anh chị. Cảm kỹ thuật 14 thì lên được đến vùng 13.7 và tiếp tục quay trở về vùng test kỹ thuật 13 13 2 ở đây à, dự kiến test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta lại có vùng 13.8 đến à, 13.8 đến khoảng quanh vùng 14 PDR cũng chưa có nhiều động lực có một điểm long và cũng có một điểm sọc hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 23.3 23.5 đây phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 thì test tích lũy và dự kiến target tuần ở vùng 25 thực tế thì lên được đến vùng 24.5 và nó lại tiếp tục quay trở lại à, vùng hỗ trợ cho nên tuần tới lại quanh vùng 23.5 test đi thành công thì đảo long thì chúng ta lại có vùng 24.8 đến khoảng quanh vùng 25 đó sẽ là target kỹ thuật của mã cổ phiếu này nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì như cũng đã có phân tích rồi dự báo trong tuần này thì nhóm ngành chứng khoán sẽ tích lũy tạo nền tạo đáy và trên thực tế thì nhóm ngành chứng khoán cũng đã có cái sự phụ phục hồi Khá là tích cực từ phiên giao dịch ngày 1 đến ngày 5 và uh, sau điểm kéo, các anh chị lưu ý sau điểm kéo từ phiên giao dịch ngày 1, ngày 2, ngày 3 thì như vậy là phiên giao dịch ngày 4, ngày 5 thì như vậy nhóm ngành chứng khoán đang uh, dừng lại tích lũy chỉnh cung. Và sau cái nhịp chỉnh cung đó thì khả năng phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới nó sẽ tích lũy tiếp một đến hai phiên nữa, có thể chỉ tích lũy đến phiên thứ hai thôi và sau đó thì phiên thứ ba thứ tư thì có thể là uh, nhóm ngành chứng khoán nó sẽ bắt đầu uh, vào một cái guồng quay và có một cái nhịp tăng mới. Cổ phiếu VCI trong tuần chúng ta dự kiến ở biên test tích lũy ở vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46, target mục tiêu ở vùng 48.5. Trên thực tế thì suy sát đạt vùng 48 và hiện tại thì nó đang có một xu hướng nghỉ ngơi ở đây. Như vậy tuần này vùng 46.5-47 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật test thành công, target kỹ thuật hướng vùng 49.5 đến khoảng quanh vùng 50. Cổ phiếu SSI dự kiến ở biên 33.5 đến vùng 33.6. 33.7 đây biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây và target tuần thì chúng ta hướng về vùng 35.5 thực tế thì nó mới lên được cái target 1 ở vùng 34.7 thôi và tại đây nó đang nghỉ ngơi Tuy nhiên hai cây nến giờ kết thúc vùng phiên ngày hôm nay đó là hai cây nến à, test tích lũy lại ở vùng 34.1 và nó có một cây nến hammer các anh chị nhá Đây một cây nến hammer đẹp này thì với đa hiện tại như thế này chúng ta dự báo vùng 34.7 sẽ tiếp tục bứt qua và sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 35.5 HCM ở trong tuần dự kiến các cái điểm tích lũy ở quanh vùng 26 có luôn ở trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7 target tuần dự kiến 28 trên thực tế thì lên được đến vùng 27.7 thì nó đang nghỉ ngơi ở đây và các cái điểm nghỉ ngơi này thì cũng khá là tích cực khi mà vùng 27 27.2 nó test khá là thành công đây đó dự kiến tuần tới thì nó test vùng này thôi và mục tiêu sẽ là vùng 28 xa hơn sẽ là vùng 29 HCM thì nó cũng bắt đầu vào cái thiên hướng phục hồi rồi VND ở trong tuần vừa qua đấy dự báo điểm test tích lũy quanh vùng 16 target tuần ở vùng 17.1 và lên được đến vùng chiết soát ở vùng 17.1 đây thì sau một cái đến giờ kéo khá là mạnh thì chúng ta đang có những cái điểm gì ạ những cái điểm test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 16.4 đến vùng 16.5 của cổ phiếu VND tuần tới sẽ test ở vùng này test tích lũy thành công thì vùng 17.4 trước mắt sẽ là như vậy FS ở trong tuần vừa qua nó cũng có cái sự phục hồi khá là tích cực để hỗ trợ thêm cho xu hướng của thị trường. Ở đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ quanh vùng 40, trên thực tế thì nó test ở khoảng quanh vùng 40.5, target 1 ở vùng 42, target 2 ở vùng 45 thì trong tuần lên được đâu đó đến vùng 43.7 thì nó đang nghỉ ngơi lại ở đây. Khá là đẹp ở khoảng quanh vùng 42, 42.2 ở đây này tuần tới khả năng nó sẽ test nhẹ lại đây. Mục tiêu thì vẫn là 45, xa hơn sẽ là vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47. cổ phiếu SHS ở trong tuần có điểm tích lũy quanh vùng 16.5 đây anh chị vừa 16.5 target tuần dự kiến ở vùng 18.5 nhưng lên được đến vùng 18 và nó đang chỉnh cung nghỉ ngơi một tí với tín hiệu hiện tại như thế này thì chúng ta kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 17.3 17.5 17, 17, 17. Ở SHS sẽ tiếp tục test lũy và target kỹ thuật sẽ hướng về vùng 19 đến khoảng quanh vùng 19.5 Cổ phiếu VIX ở trong tuần cũng có điểm test tích lũy khá là tích cực ở vùng 16, 16.3 Target tuần ở vùng 17 thì cũng đã hoàn thành rồi Có thời điểm đã lên được xí soát vùng 7.4 Và nó đang dừng lại nó nghỉ ngơi Thì điểm nghỉ ngơi này thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 16.5, 16.8 Tuần tới sẽ test tích lũy thành công vùng này Mục tiêu sẽ vượt vùng 17.4 và hướng về vùng 18 cổ phiếu AGR đấy như chúng ta đã có phân tích xu hướng này khả năng là AGR sẽ tạo đáy ở khoảng quanh vùng 17.8 đến vùng 18 này đó và trong phiên giao dịch ngày 1 thì như vậy là nó test tích lũy thành công target tuần ở vùng 19.5 đến vùng 20 lên đến vùng 19.5 rồi và nó đang nghỉ ngơi lại thì tuần tới khả năng với cái sự phục hồi này thì ở khoảng vùng 18.5 18.7 18.5, 18.7 test đi đây và mục tiêu thì sẽ vượt vùng 19.5 đến vùng 20 và hướng lên đến vùng cản tiếp theo đó là vùng 21 đến khoảng vùng 21.5. VDS. VDS trong tuần tính tạo lập khá là hay. Đó, VDS khả năng sẽ tạo đáy ở quanh vùng 19.5 đấy. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chúng ta dự kiến test lại ở vùng 20 20.3 20.5 trên thực tế thì nó không test đến đấy đâu và như vậy nó hoàn thành luôn target mục tiêu tuần ở vùng 22.2. Test nhẹ lại và hiện tại nó đang bám biên 2.2, .2. nếu như tuần tới nó có yếu yếu một tí thì nó lại rung rũ lại ở khoảng quanh vùng 21.7 này. Khả năng nó chỉ về 21.7 thôi. Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là vượt thoát vùng 22.2 và target hướng về vùng 24. Cổ phiếu ORS dự kiến ở vùng 12.4, 12.6 test tích lũy và target tuần hướng về vùng 13.4 đến vùng 13.5 đã đạt đến vùng 13.4 rồi và hiện tại nó đang dừng nghỉ ngơi làm một tí như vậy tuần tới ở vùng 12.8, 13 test đi thành công mục tiêu thì bứt vùng 3.5 và hướng về vùng ngã tuột 13.9 đến khoảng quanh vùng 14 cổ phiếu CTS CTS ở đây nó dự báo vùng 37.3 đến vùng 38 và target thuần 1 ở vùng 40 target kỹ thuật 2 ở vùng 42 42.5 tuần vừa qua hoàn thành vùng 40 cộng và bắt bắt đầu nó có một cái xu hướng nghỉ ngơi lại một tí như vậy ở đây nó đang lừng khừng ở quanh vùng 39 một tí à, tuần tới vùng 35 năm, năm vùng 39 có thể gió lắc nhẹ đây mục tiêu vẫn là tiếp tục hướng về vùng 40 điểm 42 đến vùng 42.5 <laughs> MBS hiện tại cũng khá là tích cực Trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ở vùng 30.5 Trên thực tế thì nó chỉ test ở trên vùng 31 thôi Và target tuần thì chúng ta hướng đến vùng 33 bản chất thì trong phiên giao dịch ngày 4 thì MBS có một điểm hướng về vùng 32.5 và nó cũng đã có một cái điểm test kỹ thuật ở đây, đúng anh chị uh, test lại quanh vùng 32 và hai cây nến giờ phục hồi ở trong phiên chiều hôm nay đó là hai cây nến giờ tích cực khi mà lực cầu vượt qua đường MA21 và đây là các cây nến hammer và nó giúp cho uh, cổ phiếu bắt đầu phục hồi tiệm cận lại ở quãng quanh vùng 33 như vậy mục tiêu tuần tới sẽ vượt vùng 33 đích đến tiếp theo sẽ là ở khoảng vùng 34.3 đến khoảng vùng 34.5. Thì về cơ bản bản tin tuần này thì chúng ta sẽ dừng tại đây và các cái nội dung phân tích thì cũng đã có truyền tải đến các anh chị em rồi. Đối với chỉ số VN30 và phái sinh và chỉ số VN Index chúng ta đang nằm ở kênh xuống trung hạn với góc nhìn ở chân sóng tháng 11 của năm 2022 hoặc tháng 11 của 2023 thì phía trước mắt chúng ta sẽ có hai cái đích đến đó là tháng 11 của 2024 và tháng 11 của 2025 vẫn là chu kỳ uptrend và chúng ta tích lũy các vị thế cổ phiếu tốt các vị cổ phiếu mà đã có một cái hành trình tăng tích cực ở trong cái thời gian vừa qua thì như vậy chúng ta cứ yên tâm để chúng ta nắm trên cái con đường mà <laughs> hành trình đi lên đó thì thị trường của chúng ta cũng sẽ có các cái nhịp rung rũ ở các anh chị các anh nhịp rung rũ và uh, cái quá trình đó thì uh, quá trình hàng ngày thì chúng ta sẽ có những bản tin phân tích hàng ngày rồi rất là chi tiết để các anh chị nắm được và chúng ta lưu ý chúng ta nhớ đăng ký uh, các cái kênh ví dụ kênh Ngùng lê chứng khoán và kênh chứng khoán tiến Minh liên tục có sóng để chúng ta uh, cập nhật những cái bản tin phân tích uh, mới nhất uh, hàng ngày để chúng ta uh, có thêm những cái nguồn thông tin tham khảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo